Bạn, hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Tiên mình sẽ tô màu vàng cho tóc của Tinkerbell. Sau đó sẽ tô đôi giày. Bộ Tinkerbell mặc là bộ màu xanh lá thì mình sẽ tô màu xanh lá. Mình sẽ tô sau đó sẽ tô cánh mình sẽ tô màu xanh dương. Vậy là mình đã tóc xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.